Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh yêu thích ẩm thực của Thúy. Hôm nay Thúy sẽ xin chia sẻ với tất cả các bạn một món ăn từ sake nữa, đó là món canh sườn hầm sake. Xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp với Thúy để thực hiện món sườn hầm sake cùng với Thúy nhé. Nguyên liệu để chuẩn bị cho món sườn hầm sake thì chúng ta cần chuẩn bị một trái sake. Trái sake này to quá thì chút xíu chúng ta chỉ cần lấy phân nửa trái thôi. Xương 200g xương, hành tỏi băm, gia vị đi kèm gồm hạt nêm và muối. Xương chúng ta mua về thì chúng ta sẽ cho vào đây một ít muối và chế vào đây một ít nước ấm để mình trần qua nha các bạn, cho nó sạch đó, cho những cái hạt máu đông trong xương đó, nó ra và xương của mình nó được sạch. Sau đó mình đi rửa lại nước sạch nha các bạn. Mình sẽ gọt sake. Trước khi gọt sake thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thau nước và cho vào đây một ít muối. Sau đó mình sẽ gọt sake. Mình cho muối vào nước là để cho cái sake của mình nó ra được cái nhựa mủ á các bạn. Trong một cái video trước của Thúy, Thúy có làm bánh sake, Thúy có nói về công dụng của cây sake cũng như trái sake rồi. Thì như các bạn đã biết, sake nó có rất nhiều công dụng, vừa tốt cho sức khỏe lại là loại thực phẩm ngon bổ dưỡng nữa. Cây sake thì là một loại cây xanh vừa đẹp lại vừa mang lại lợi ích. Cây được dùng làm cảnh, làm cây bóng mát và được trồng nhiều trong các khuôn viên, công sở, trường học, bệnh viện, các khu dân cư, vỉa hè, đường phố và nhất là sân vườn biệt thự á. Không chỉ làm cảnh, sake còn được trồng làm lấy quả, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Theo đông y thì rễ sake có tính làm dịu, trị ho, vỏ có tác dụng sát khuẩn, lá có công dụng tiêu viêm, tiêu độc, lợi tiểu. Ở một số nước thì rễ sake dùng để trị hen và các chứng rối loạn dạ dày, đau răng, bệnh về da. Vỏ sake dùng để trị ghẻ, nhựa cây sake được dùng pha loãng trị tiêu chảy và lị. Tiếp theo là mình sẽ bắt lên bếp một cái nồi và cho vào đây một muỗng canh dầu ăn nha các bạn. Sau khi dầu ăn nóng thì mình sẽ cho vào đây là muỗng tỏi để mình phi thơm. Sau khi tỏi thơm rồi á thì mình sẽ cho vào đây sườn để mình xào. Mình xào cho cái sườn của mình nó săn lại á các bạn. Sau đó mình sẽ cho vào đây là một chút xíu muối. Nửa muỗng canh hạt nêm. Sau đó mình xào lên cho nó thấm vào. Sau khi xương của mình săn lại rồi thì mình sẽ cho nước vào đây nha các bạn. Rồi mình sẽ nấu cho nước mình sôi lên. Nước của mình sôi lên rồi thì mình sẽ vớt bọt cho cái nước dùng của mình nó được trong nha các bạn. Mình sẽ vớt bọt bỏ đi. Tiếp sau đó thì mình sẽ cho sake vào nha.
Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây thêm một muỗng hạt nêm. Một chút muối. Và một chút xíu đường nha các bạn. Mình sẽ ninh cho sake của mình nó được mềm. Mình ninh nãy giờ là khoảng 10 phút thì sake của mình đã được mềm rồi đó các bạn. Nó mềm nhừ rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ cho hành lá vào. Rồi mình sẽ múc ra tô nha các bạn. Còn bây giờ Thúy xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.